chào mừng mọi người đến với LNB Channel. Video ngày hôm nay thì cô sẽ chia sẻ với anh em cái cách đánh quyết chiến quang độ ở cấp độ 60. Thì cho những anh em nào mà đến cái quyết chiến quang độ và chúng ta chưa biết cách đánh thì anh em có thể tham khảo video này nha. Rồi đầu tiên thì anh em chọn trên đây nha. Không cần chọn dưới đây đâu. Rồi, anh em đến dịch chạm là cho chúng ta có được một cái thêm lượt nữa đúng không? Sau khi chúng ta kết thúc lượt ở dịch chạm thì lần tiếp theo chúng ta sẽ có thêm một lần đi nữa. Những cái khúc như thế này anh em cũng không nên khinh địch nha. Chúng ta phải cầm tay nha. Tại vì những cái lúc như thế này, nếu như mà anh em auto á, mà gặp những cái đội hình của nó mà gần ngang ngang chúng ta á, anh em đánh ẩu không sắp xếp đội hình á, thì máu của mấy con tướng của mình sẽ bị mất. Xui xui là tướng của mình nó bị chết nữa. Khi mà tướng của mình bị chết thì cái đội hình của chúng ta lại bị thọt, nên là rất là khó để đi tiếp tục. Nên anh em những cái khúc như thế này phải cầm tay. Và ưu tiên nếu như đội hình có con tả từ á, là anh em phải chơi chiêu diệt hết tất cả những cái con lính cung, cái dàn cung phía sau của nó, tại vì đàm của dàn cung của nó cực kỳ cao luôn đó nha anh em. Rồi đến lượt của mình thì anh em bấm vô cái chỗ rừng, bấm vô danh trại, bấm vô đốt lửa. Cái khúc này chúng ta sẽ có thể ra thêm một quân nữa. Anh em lựa chọn cái đội hình số 2, đội hình mà mạnh thứ hai của mình á. Lưu ý cái khúc này anh em cũng phải cầm tay nha anh em, cũng đừng có quá mà ý y. Nếu như mà gặp đối phương mà chúng ta ý y thì anh em sẽ bị đánh mất mát cứ là ghê gớm luôn á. Nếu như mà anh em sử dụng cái đội 2 là cái đội tiêm thục mà anh em có được con quan ngân bình, anh em cố gắng là mình sử dụng cái chiêu của quan ngân bình để giết những cái con lính đánh xa của nó. Mấy con lính đánh xa này bắt buộc phải giết đầu tiên nha anh em, bất kể là anh em sử dụng cái đội hình như thế nào, tại vì tụi nó đam rất là to, rất là khó chịu luôn á. Cái không thành kế này khi nào mà đối phương nó tiến sát vô cái con tướng của chúng ta luôn á, nó đánh con tướng của chúng ta, cái phe của chúng ta, doanh trại của chúng ta đó anh em, thì lúc đó cua mới sử dụng nha. Tại vì nó sẽ giúp cho chúng ta không bị tấn công vào thành trong vòng 3 lượt. Những cái lúc đối đầu như thế này, anh em thấy là tướng của chúng ta bị mất máu rồi đúng không? Anh em phải chơi cẩn thận. Đừng có tham mà cứ auto như thế này. Auto như thế này thì tướng của chúng ta bị cái dàn đằng sau của nó đánh trúng, mất máu rất là uổng luôn. Vậy sao sẽ cực kỳ khổ luôn á anh em. Vậy vậy là nếu như mà có cái nhân vật nào, con tướng nào mà có thể chơi vào cái dàn đằng sau của nó, anh em cố gắng diệt cái dàn đằng sau, diệt cái dàn cung của nó trước nha. Rồi chúng ta đã có được cái xuất kỳ bất ý. Anh em nói ngay cái vị trí team 1 của chúng ta, cái chỗ rừng đó anh em, và nói với bên địch là chúng ta sẽ di chuyển được ở cái team số 1 của chúng ta.
chúng ta tiếp tục chúng ta di chuyển thôi. Khi mà cái team 1 của anh em đến y quán, anh em còn dư thêm một lượt nữa. Này là tùy team của anh em. Nếu như mà team của anh em khỏe, không mất máu nhiều thì anh em đi tiếp ở team 1. Còn nếu như mà anh em team đã bị tổn thất thì anh em bắt đầu chuyển qua team 2, anh em di chuyển nha. Rồi sau đó là chúng ta sẽ hồi máu, kết thúc hiệp để cho đi xong bấm vô cái y quán và chúng ta sẽ có thể là hồi máu lại cho cái team 1 của chúng ta. Cái này là tùy anh em lựa chọn nha. Rồi khi mà địch nó áp sát như thế này nè, cô mới bắt đầu sử dụng cái không thành kế nha anh em. Ví dụ như cái team của nó mạnh hơn cái đội hình đang giữ thành của mình, mà nó giết được cái đội hình đang giữ thành của mình, nó vẫn không thể nào mà chiếm được thành. Cái đó là nó bảo kê mình rất là tốt luôn á anh em. Hồi nãy giờ anh em thấy là tả từ của cua là cua để cho lên cao đúng không? Nhưng mà bây giờ khi mà gặp cái con cuối cùng á thì anh em nhớ giấu con tả từ nha. Không thôi nó lên cao quá nó bị giết á. Tại vì cái đội hình đối phương nó rất là mạnh. Cái con cuối cùng nó rất là mạnh luôn á anh em. Nó giết cái team của mình rất là lẹ. Vì vậy là nếu như tả từ mà nó bị chết trước, chúng ta không còn đam, chắc chắn chúng ta sẽ thua. Nên là anh em phải chú ý nha, đến khúc cuối cùng là anh em phải giấu tả từ nha. Nãy giờ anh em thấy là cái con tả từ của mình đứng lên cao đúng không? Ở vị trí số 3 đi xuống đúng không? Đó là nó không đối đầu với lại vị tướng tăng nào hết, nó sẽ di chuyển cao. Nên là chúng ta giết lính nó lẹ. Nhưng mà nếu như trong cái chừng này mà cua đẩy nó lên cao, nó sẽ bị chết trước. Nó bị chết trước là chắc chắn là team sẽ thua. Nên là anh em phải giấu nó nha.
is modular. Và nếu thích video này, các bạn nhớ like, share và subscribe kênh LNB của mình. Và đặc biệt, anh em có thể tham gia ủng hộ cua cực kỳ dễ dàng thông qua tính năng mới của YouTube. Chỉ cần vài thao tác nho nhỏ như anh em đang thấy trên màn hình. Thì anh em ở điện thoại Android hay là iOS, thậm chí ở PC đều có thể ủng hộ cua với kênh thanh toán cực kỳ đa dạng. Hãy tham gia cộng đồng hội viên của LNB và ủng hộ cua để cua có thể xây dựng và phát triển thêm các video hay và chất lượng hơn nhé. Ok, cảm ơn tất cả anh em nha. Đúng rồi, dưới đây là hai video mà mình cảm thấy khá là hữu ích cho anh em. Và nếu anh em nào mà chưa xem hai video này, anh em có thể bấm vào đây để xem hai video này nha anh em ơi. Ok, cảm ơn tất cả anh em.